Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một con đực ba bê lỡ, một con đực kem pháp lỡ các bạn, là một cặp nha. Đó, đực ba bê nè, cực kỳ biên lực luôn các bạn. Ba bê này thì tầm 15-16 tháng tuổi các bạn. À, 15-16 tháng tuổi có ngang dữ lắm các bạn ơi. Đó, lai sâu, đít cơ, tròn quay, đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối kịch cộm. Đó, đít pin lực ghê chưa các bạn, lai sâu. Đó, đít pin lực các bạn thấy không. Bà bê này dọc F2, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết, xương cối, cái đầu chà má, dai hở, đòn dài. Đó, đòn dài. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết. Bò này được ba bê này tầm 15-16 tháng tuổi các bạn. Tầm 15-16 tháng tuổi. Cái đòn các bạn không? Hết biết chưa? Ba bê này lưng bằng nghiến các bạn. Nó có ngang dữ lắm. Đó. Chân móng đi hoàn thiện hết. Xương cối. Đó. Xương đóng, xương cối các bạn. Đó, con được ba bê và con được kem pháp thì chủ báo giá là 68 triệu các bạn. 68 triệu. Con được kem pháp to hơn luôn các bạn. Được ba bê cực kỳ lực nè bạn thấy không? Hai tạ đít nè, đút lắc đầy nhóc. Đo cận cảnh cho anh em thấy chiều cao cũng được ba bê này các bạn. Ba bê này dạng có ngang các bạn, nó lai sâu, nó có ngang. Cái ngang dữ lắm. Tầm 15-16 tháng tuổi. Cao 1m22 bò. Được ba bê này cao 1m22 bò nè các bạn. Đây 1m22 bò nè. Đít là cao 1m27 bò. Giữa lưng cao 1m22, đít cao 1m27. Đó, ba bê cực kỳ binh lực, có ngang dữ lắm. Đó, bò tầm 15-16 tháng tuổi. Đó, lai sâu, dòng F2, lực lượng, chân ngóng đều hoàn thiện hết các bạn. Hai tà đít các bạn không, đầy nhóc. Lưng thì một lưng cao 1m22 bò, đít cao 1m27 bò. Tầm 15-16 tháng tuổi các bạn. Một con đực ba bê và một con đực kem pháp thì chủ báo giá là 68 triệu các bạn. 68 triệu. Đực kem pháp to hơn nha các bạn. 68 triệu. Đó, được con bê pin luôn các bạn. Đít cơ muối nè. Hai tà đít đầy nhóc, cơ muối, lưng thẳng băng, dai hở, đòn dài. Đó, đít pin lực luôn các bạn. Giá 68 triệu cặp đực này các bạn. 68 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu cứ liên hệ các bạn. Đây. Còn thứ hai, con tiếp theo của cặp bò này nha các bạn. 68 triệu nè, con kem pháp. Lưng một lưng. Đó, kem pháp về lưng một lưng. Kem pháp tầm cũng 16 tháng tuổi nha các bạn. Xương cối kịch cộm nè. Đòn hết biết luôn, đòn dài hết biết luôn các bạn. Đó, con được kem pháp này cực kỳ biên lực luôn các bạn. Đó, được kem pháp nè. Cực kỳ biên lực luôn. Chân móng đồ hoàn thiện hết, xương cối. Đó, con được ba bê vẫn được kem pháp chủ báo giá là 68 triệu các bạn, 68 triệu. Các bạn thấy con kem không? Cực kỳ pin nè. Lưng một lưng, đòn dài. Xương đóng. Đó, xương cối các bạn. Đó, đầu trụ lũi. Đó, lưng một lưng. Dai hở sâu. Hai tà đít đầy nhóc. Đó, chân móng thì hoàn thiện. Cùng chân cùng xương rồi thì chà bá, đòn thì dài. Giá cặp con được ba bê và con được kem pháp này thì chủ báo giá là 68 triệu các bạn. Con được kem pháp này tầm 16 tháng tuổi các bạn, 16 tháng tuổi. Đó. Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, comment dưới màn hình video. Đó. Bò này thì dạng mình nuôi ngắn ngày nha các bạn, nuôi ngắn ngày nha. Đó, vỗ béo ngắn ngày. Nó có dàn khung, dàn đòn đồ hết biết luôn các bạn ha. Được kem pháp này cực kỳ pin luôn các bạn. Được kem pháp này cực kỳ pin lực luôn. Đó, đầu trụ lũi nè, xương cối nè, đòn dài lưng một lưng. Nó cái dài hết biết luôn các bạn không? Đó, đích nè. Được kem pháp nhưng mà đích như đít ba bê các bạn. Được kem pháp cái đích như đít ba bê nè. Đầy nhóc. Chân móng sò, xương cối. Giá 68 triệu các bạn, 68 triệu. À, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cái đòn của kem pháp các bạn không, đòn dài, dai hở, lưng một lưng, cầm chân cầm xương đồ lớn,
chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Giá 68 triệu các bạn, 68 triệu. Đó, được kèm pháp này đo cận cảnh anh em thấy luôn. Nó cao hơn con được ba bê nãy nha các bạn. Được kèm pháp này cao 1m28 bò nè. 1m28 bò nè các bạn. Đích là cao 1m32 bò. Được kèm pháp này cao 1m28, đích cao 1m32. Đó, con được ba bê vẫn được kèm pháp với chủ báo giá là 68 triệu các bạn, 68 triệu. Đó, được kèm pháp được cao 1m28 bò, đích thì cao 1m32. Đó, còn được 3B và còn được kèm pháp thì chủ báo giá là 68 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Chân móng hoàn thiện hết, đòn dài hết biết luôn các bạn không? Đòn dài hết biết luôn. Đó. Hai tà đích nè. Được kèm pháp như cái đích chà bá luôn các bạn không? Cực kỳ pin lực luôn các bạn. Đó. Đòn dài cực kỳ pin lực luôn. Đó. Có được 3B là dưỡng được kèm pháp này chủ bố giá là 68 triệu. Đó. Được kèm pháp thì cao 1m28 bò, đích cao 1m32. Còn được 3B cao 1m22, đích cao 1m27. Giá 68 triệu, bò tầm 10...